Hey, quan bị xâm bà phú tê su ma na xâm pha quá dê à pa ri ma năng mẹ tân cha xâm bà lún ma na xâm pha quá dê à pa ri ma năng úa thăng à thô cha tí rị danh cha xâm ba thăng à quê răng à xà bánh tăng tỉnh thanh cha rám ni sinh nô hoa xa gia nô hoa gia hoa tá xa quy gà ta minh thô ê tăng xa tinh là thính thay và rám mà mê tăng quy ha răng nghi tha ma hù đính thanh cha nô ba găm mà si la hoa đa sa nê na sam pan no ca mê su vi nê ya ghê thăng na hi cha tu gánh pha xê văn bù na rê tỳ tỳ nắc mô bút thà giá nắc mô thầm mà giá nắc mô sằng khà giá. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ ngài cả trí đức và con xin trân trọng kính chào toàn thể đạo tràng và con xin dâng mic lại cho ngài cả để ngài điều khiển chương trình học ngày hôm nay ạ. Và con xin xuống mic ạ. Nam mô Tam Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Cho tiền kính lễ với tôn thiền đức tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào chư thiền nam, tín nữ, thiền hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 201. Và trước khi bước vào đề tài sinh hoạt ngày hôm nay, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói trăng, tôi thượng giáo chủ trí năng vô lượng, đưa để ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân đơn thoát trần, con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tam mô bát đề bồ tát sa sa thân hồ lô ca nó mình thá sa vi na ca rô cô sắp bình nhu vô thóc bát đề phù thị thành nhã tô quan đà ma hành tăng na ra pu chết này gia tăng pháp bảo với như ánh vàng, như lai soi sáng vạt màn vô minh, phá tan lầm lạc chúng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng, định đệ pháp an đáng cho công chúng nhân gian cũng dựa. Sang khu với số thô số các tá số sao quốc cô xích hà số ca mô quốc ra thầm với xích khắc cô niền đà với sân xà lý an nà đã rù quốc rù hoành đà má hành tầng đã rắp bù. Cha này giác gần Tăng bảo thiên văn Phật đà, tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần, ta lệ thể pháp phàm nhân ai bị, con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà nát tê giá tê chê nó sẽ khà mê e tu quá tha năng tá xà vi hòa quê nó tha hát xà dê nó sẽ trả tố. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ông Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 201. Chay dần về rằng bát sa hoạt tị, chay dần về rằng bát sa hoạt tị, chay dần về rằng bát sa hoạt tị. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ chay dần do căn ngữ chí
Nó là một danh từ trung tính. Và ở đây chữ trái văn này được chia theo đối cách số ít. Đối tỷ giá quy pháp tí e câu quá trình á. Trái văn có nghĩa là sự chiến thắng. Sự chiến thắng trái văn. Rồi từ thứ hai quê răng. Quê răng do cái từ quê rá. Quê rá là một danh từ trung tính. Akarantanapum sakalinga. Quê rá ở đây được chia theo đổi các số ít. Dutiya vipati ekavachana. Cho nên chữ quê rá biến thành quê răng. Quê răng là sự thù hận. Quê răng là sự thù hận. Rồi từ thứ ba Basawati. Cái động từ số ít này chữ Sawati có tiếp đầu ngữ ba ở phía trước, nó nhấn mạnh cho cái căn ngữ số Sawati. Căn ngữ đó là số, là thổi bùng lên. Vậy thì ở đây cái động từ Basawati có tiếp đầu ngữ bá đi đầu cho chúng ta ý nghĩa là làm phát sinh, làm nảy sinh, làm phát sinh, làm nảy sinh. Như vậy thì câu đầu tiên này cha dân quê răng bá sá hoạt tí, câu này do chúng ta ý nghĩa sự chiến thắng làm nảy sinh sự thù hận. Sự chiến thắng làm nảy sinh sự thù hận. Chúng ta qua câu số 2. Câu số 2 câu này có 3 từ. Đúc khăn xê bà ra chi tô. Đúc khăn xê tí bà ra chi tô. Đúc khăn xê tí bà ra chi tô. Câu số 2 chỉ đúc khăn do cái từ đúc khác. Đúc khăn là một danh từ trung tính. Bởi vì chỉ khổ thì người giàu cũng khổ, người nghèo cũng khổ, người nam cũng khổ, người nữ cũng khổ. Cho nên đây là một cái danh từ trung tính ở giữa Akarantanapum Sakalinga. Thì chỉ đúc khăn có nghĩa là sự đau khổ. Nhưng mà chỉ đúc khăn này được chia theo đối cách số ít. Đúc tỷ gia quy pháp tỷ e câu với trần á. Cho nên đúc khá biến thành đúc khăn. Đúc khăn đúng là đau khổ. Đau thì nên đi đâu nó cũng khổ hết. Người ta nói cái khô xuống nó cũng khô. Họ thần nghèo đi đến chỗ mô nó cũng nghèo. Thì khổ đi đâu cũng khổ hết. Từ thứ hai xe tí. Xê tí. Xê tí. Xê tí đây cũng là một động từ. Động từ này nó tương đương như xê giả tí, nằm. Xê giả tí là nằm. Nhưng mà ở đây xê tí có nghĩa là ngủ. Nằm cũng ngủ, mà xê tí cũng ngủ. Alo, còn nghe không? Có màn hình này không biết bị còn nghe không? Xe tí là ngủ. Rồi từ thứ ba Parachito. Parachito. Chúng ta thấy ở đây có hai từ. Chúng ta thấy ở đây có hai từ.
chữ para là một ha, rồi chữ chí tu là hai. Chữ para à, đây nó là một tiếp đầu ngữ, có nghĩa là ở phía trên à, chỉ sự nhấn mạnh chỉ à, ở phía trên hay là à, lìa rồi à, như vậy thì ở đây chữ parachito do từ parachita, nhưng mà parachita được chia theo chủ các số ít à, tức là Bathama Ekavachana Vipatti đứng làm chủ từ số ít, cho nên chỉ chi ta biến thành chi tô à, thì chi tô chi ta có nghĩa là chiến thắng, giống như cái từ à, cha giá ở phía trên, cha giá ở trên cũng là chiến thắng, chi ta cũng là chiến thắng. Vậy thì câu thứ hai này, lúc khăn xe tí bà ra chi tô, lúc khăn xe tí bà ra chi tô, kẻ bị chiến thắng ngủ một cách khổ sở, là ngủ một cách đau khổ. Kẻ bị chiến thắng ngủ một cách đau khổ à. Chưa tới câu số 3, Upasanto sukhang se ti, Upasanto sukhang se ti, Upasanto sukhang se ti. Câu số 3 à, bây giờ chúng ta tìm hiểu ba chữ này. Upasanto, Upasanto tiếp đầu ngữ Upa phía trước à, rồi chữ sanh ta à, tiếp là ngữ upa có nghĩa là hướng về gần kề, nó cũng nhấn mạnh cho cái từ sanh ta ở phía sau à, từ sanh ta này nó là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính của cái từ sâm ta, sâm cộng với ta và biến thành sanh ta. Ở đây à, Upasanto nó được đứng làm chủ cách và tham án Ekavachana Vipatti à, đứng làm chủ cách số ít ha. Cho nên thì sanh ta biến thành sanh tô, Upasanto có nghĩa là đã được an tịnh, đã được an tịnh. Rồi sukhan do từ sukha là an vui, an lạc, mà sukha này được chia theo đối cách dutiya ekavachana vipatti, cho nên chữ sukha biến thành sukhan. Sukhan là an lạc, an vui. Xe tí động từ ngủ à, tức là câu số 3 này, ngủ một cách an lạc, nằm ngủ an vui, tức là ở chỗ thanh tịnh á, an tịnh thì ngủ được an vui. Upasanto sukhang se ti, nơi yên tĩnh thì ngủ an vui. Rồi còn câu cuối, câu cuối cùng này, hittoa, hittoa jaya para chayan, hittoa jaya para chayan, hittoa jaya para chayan. Câu số 4 có hai từ, hittoa là một, jaya para chayan là hai.
Bây giờ chúng ta tìm hiểu chữ hít qua. Đây là một động từ quá khứ, có nghĩa là sau khi bỏ lại. Hít qua, sau khi bỏ lại. Đây là một động từ đã qua rồi, một quá khứ phân từ. Rồi chaya hà chaya para chayan chaya para chayan, cái từ này chúng ta thấy có tất cả là ba từ ở trong này. Chữ chaya là một ha, chữ para là hăng hai ha, rồi chữ chayan là ba ha. Bây giờ chữ chaya nó là một danh từ trung tính. Akrantanapumisakalinya chaya có nghĩa là việc chiến thắng, sự chiến thắng, việc chiến thắng, sự chiến thắng. Rồi parachaya, parachaya, parachayan, do cái từ parachaya nó cũng là một danh từ trung tính. Akrantanapum sakalinga. Rồi ở đây parachaya nó được chia theo đối cách số ít, đối thị giao vì phát thi e câu quá trình á, cho nên chữ parachaya biến thành parachayan. Parachayan tức là việc thất bại. Chữ chay giá là chiến thắng, rồi para chay giá, para chay dân là việc thất bại. Như vậy thì câu số 4 này, sau khi bỏ lại sự chiến thắng và thất bại, hay là sau khi bỏ lại việc hơn thua, việc thắng bại, sau khi bỏ lại việc thắng bại, hay là sự chiến thắng và sự thất bại, thì cái người đã làm cái gì? Cái người đó nằm ngủ được an vui nha. Hai câu, câu số 3, câu số 4 bổ sung cho nhau ha. Như vậy ý nghĩa tư vấn chúng ta đã tìm hiểu xong và có được một cái kết quả. Sự chiến thắng làm phát sinh sự thù hận, kẻ bị chiến bại ngủ một cách đau khổ. Sau khi mà bỏ lại sự thắng bại thì được an tịnh, ngủ một giấc an vui. Sự chiến thắng làm cho phát sinh sự thù hận, còn kẻ bị chiến bại thì ngủ một cách đau khổ. Sau khi bỏ lại việc thắng bại thì được an tịnh, ngủ một giấc an vui. Parachito, parachito, thất bại rồi bị đánh bại luôn, thất bại rồi còn bị đánh bại nữa, chiến bại rồi thất bại, tự nhiên nó thua đại cho rồi, còn cái gì mà khổ quá. Rồi thất bại, đánh bại thì nó thua cho nó gọn chứ rồi. Câu Phật ngôn 201 ngày Hòa Thượng Giới Đức, ngày Phổ Thơ Lục Bát thế này: chiến thắng nuôi dưỡng hận thù, còn kẻ chiến bại khổ sầu chẳng vui. Phủi tay thắng bại trên đời, cẩn không vắng lặng hai ngoài chỉ nhân. Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù, còn kẻ chiến bại khổ sầu chẳng vui. Phủi tay thắng bại trên đời, rỗng không vắng lặng hai ngoài chỉ nhân. Rồi nhà Hòa Thượng Minh Châu: chiến thắng sinh tù quả, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịnh an lạc,
mỗi sau mọi thắng bại, chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tình an lạc, mỗi sau mọi thắng bại. Đấy. Như vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu nêu vô bài học ha. À, câu đầu tiên chúng ta tìm hiểu trường âm và đoạn âm để cái giọng đọc của chúng ta được ổn định. Cái dân quê rằng bất sao hoạt tí, cái dân quê rằng bất sao hoạt tí, cái dân quê rằng bất sao hoạt tí. Câu đầu tiên chúng ta có ba từ. À, trong ba từ này thì chúng ta thấy nó có được bao nhiêu trường âm trong đó, có được bao nhiêu trường âm trong câu này. Câu đầu tiên có tất cả là ba trường âm, chữ dân, chữ quê và chữ râm, đó là ba trường. Trong ba trường âm này có bao nhiêu trường âm? Trong ba trường âm này thì nó có hai loại trường âm. Trong hai loại trường âm này thì trường âm thông thường có được mấy từ, trường âm thông thường có được bao nhiêu, có được một, trường âm nhấn có được bao nhiêu, trường âm nhấn cũng có một ha. Rồi chiếc kim thì nói hai, rồi chiếc nhật bình nói hai, rồi chiếc quen như nó một một, rồi chiếc dường quỳnh nó không. Sao một câu này khó quá vậy nè, không có đồng nhất gì hết, sống mà chia rẽ kiểu này thì thấy đâu có đoàn kết. Mỗi người ý mà một mình chiếc quen như không tới hai ý, nó hai con số một luôn. Vậy thì còn cười nữa nha. Rồi chiếc quen như quan nghĩ cho Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ bạch ngài, cái trường âm trong đây có trường âm thông thường là chữ quê. Dạ đạo tràng nghe được giọng con. Dạ, trường âm thông thường con thấy là chữ quê. Trường âm trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì con chỉ thấy chữ văn và chữ răng thôi. Còn trường âm nhấn con đâu có thấy trường âm nhấn đâu bạch ngài. Dạ là số không rồi. Dạ con xin xuống bích ạ. Alo, chắc đường truyền quý vị nghe không rõ ha. Nhưng tôi hỏi trường âm nhấn có được bao nhiêu thì con người nói hai, con người nói một. Trong khi trường âm nhấn chẳng có gì hết, chỉ có trường âm thông thường và trường âm đặt theo giọng nguyên âm ha. Alo, ai còn nghe nữa không? Rồi, quý vị mà nghe không được à, rất là mừng được nghỉ sớm. Học nhiều quá hết chữ thì sao? Cho nên chỉ coi như nghe cũng được rõ. Hỏi rằng câu này có bao nhiêu trường âm nhấn, sẵn sàng nói lên là có hai, rồi người nói có một. Nhưng mà chắc rằng cái đường truyền ha. Thôi chúng ta thông qua chỗ đó đi. Ta hỏi lại câu này có bao nhiêu từ? Kim vừa nghe rõ nè ha, câu này có 8 từ. Trong câu này có tất cả là 3 trường âm phải không? Có 3 trường âm, tức là chữ dân, chữ quê và chữ rằng. Rồi hỏi tiếp rằng trong 3 trường âm đó có bao nhiêu loại trường âm, thì nói rằng có 2 loại trường âm ha.
Trong hai loại trường âm đó thì trường âm thông thường có bao nhiêu? Chỉ có một mà thôi. Rồi trường âm đọc theo dạng nguyên âm có mấy đứa? Có hai đứa, đó là chữ dân và chữ rần ha. Hai đứa chứ không phải hai em nghe. Rồi, vậy là xong câu số 1. Bây giờ chúng ta cầu thầy nói chậm chậm vậy cho bà con nghe được ha. Hồi nãy nói qua rồi cuối cuối nghe được rõ. Bây giờ qua câu số 2. Đúc khăn xê tí bà ra chi tô. Đúc khăn xê tí bà ra chi tô. Rồi câu số 2 này mời sư cố biển lên để coi thử có còn bệnh hoạn ốm đau gì không. Alo, thế cô biển, câu số 2, phân tích sao đây? Khó quá thì phải đưa tay ha. Thấy phân tích được thì đưa tay. Alo, thế cô biển. À, kính lễ thượng tọa thân tâm vừa đến với pháp hội, cầu người đến ngồi im ru thì ai thấy đây? Biến đâu rồi? Câu số 2 này trường âm đoạn âm sao cho quyền túc rồi, cho nên đâu dám đưa tay, mời cũng dám đưa tay. Rồi bây giờ thay mặt đặt tên ha, mời Sức Hạnh Dung nó khói chào, để Sức Hạnh Dung đây cầm mic tôi chào luôn ha, cho nó oi. Mời Sức Hạnh Dung câu số 2. Đúc khăn xê tiếp vật ai chi tô. Rồi bây giờ đưa lại bài học để Sức Hạnh Dung thấy câu số 2 ha. Đúc khăn xê tí bá ra chi tô. Câu này trường âm đoạn âm thế nào? Câu số 1 là thấy bị hố nhiều rồi đó nghe. Cứ bình tĩnh. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khaya. Dạ con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng diện trong rừng, và kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và kính chào cô chú anh chị trong đạo tràng. Con xin phép được phân tích câu số 2 trong câu pháp cú kinh số 201. Đúc khăn xê tí parachito, đúc khăn xê tí parachito. Và đúc là trường âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, phá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Và trong câu này có trường âm nhấn, một trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm và trường âm thông thường, còn lại là đoạn âm. Dạ con đã phân tích xong mà, và nếu có sai xin sư sửa. Con xin phép xuống mic. Alo, 123-123, trong khi sư Kim thì chắc lên 121212. Sư Meta thì ba cần hoa, sư Nhật Quỳnh thì ba cần hoa. Thì như vậy, âm thanh như thế nào mà 1212? Sư Kim này làm rối đạo tràng ha. Bởi vì ở trên kia thì chúng tôi cũng 1212 rồi, chắc lên là sư bị rất hoài nghe cà dực. Trời ơi, cà dực là tốt quá nghe. Còn mà nếu mà không xuất hiện được trong vương thì là cà chớn, cà chua, cà gì nữa, biết là cà lâm luôn á. Cà dực có người còn nghe rõ, chứ đâu phải là coi như không nghe được đâu. Hay là hồi nãy coi như chát lên sai rồi quê đồ rồi ta ha. Hãy cái câu số 1 mình trả lời thấy không có ổn rồi, bây giờ cũng phá đám ha. Đối với Sức Hạnh Dung câu số 2, đúc khăn xê tí bá ra chi tô, thì Sức Hạnh Dung chia sẻ chúng ta thấy rằng câu này có đầy đủ ba loại trường âm ha.
Trường âm thông thường tức là chữ C và chữ Ra. Trường âm nhấn là chữ C, chữ Ra và chữ Tô ha, có ba ha. À, trường âm nhấn có một, đó là chữ Đúc. Và trường âm đọc theo giọng nguyên âm có một, đó là chữ Khân. Nó phải không? À, sẽ hình dung phân tích nhiều trên này. Chữ Nhật Quỳnh cũng tặng ba cành hoa, chữ Meta cũng tặng ba cành hoa. Còn chữ Kim thì thấy nghe nói rằng không được rõ lắm ha, cho nên tặng hoa ít hơn mấy hôm trước. Mấy hôm trước tặng hoa nhiều, hôm nay tặng ít. À, như vậy là thấy nghe chắc đường truyền nó không được tốt lắm, không biết của ai tốt ai xấu mà cứ chê bai người ta hoài, chán quá. Rồi bây giờ câu số 1, câu số 2. Gia dân quê răng bát sa quát tí đúc thằng thê tí ba ra chí tô. Gia dân quê răng bát sa quát tí đúc thằng thê tí ba ra chí tô. Gia dân quê răng bát sa quát tí đúc thằng thê tí ba ra chí tô. Rồi bây giờ xích kim liên ôn lại hai câu này. Tại sao cứ nói người ta ai cũng bị đứt bóng, đứt chén, đứt thì tung lum hết trơn à, cà nhật. Rồi bây giờ chiếc kim thử âm thanh coi câu 1, câu 2. À, làm luôn cả hai câu đi cho thôi nha. Dạ con xin kính chào sư Chí Đức. Hồi nãy có sư nào đó con quên rồi, sư có nói sư tên gì. Dạ con xin chào các sư và các cô tu nữ hữu quý Phật tử. Con bữa nay con nghe cái người nào nói cũng bị rớt mạng, đứt cà giật. Rồi con nghe được tiếng không, tiếng có, rồi con cũng biết đường nữa, con nghe không rõ. Dạ sư Nam Nguyễn. Sư Nam Nguyễn có phải là sư Thanh Tâm ở chùa Kỳ Viên ở Washington DC không? Dạ con xin sám hối sư, đại con nghe không rõ. Đường truyền của sư cứ rớt tới rớt lui hoài không được gì hết. Thôi để phân tích lại. Dạ con phân tích luôn hai câu, phân tích luôn hai câu dưới luôn cho sư nghĩ cho nó khỏe luôn hả sư. Sư nói tới luôn bắt tài đi cho xong đi. Rằng pasasati dukkhang se tipara chito. Cha rằng rằng pasawati dukkhang se tipara chito. Con phân tích câu số 1 trước. Chá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quê là trường âm thông thường, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá xá quá tí là bốn đoạn âm. Trong câu số 1 này nó chỉ có hai loại trường âm thôi, nó không có trường âm nhắn. Trường âm thông thường chỉ có một chữ là chữ quê, trường âm đọc theo giọng nguyên âm có hai chữ là chữ văn và chữ răng. Đoạn âm nó có năm chữ là chữ giá, chữ phá, chữ xá, chữ quá và chữ tí. Còn câu số 2 là đúc khăn xê tí phá ra chí tô. Đúc là trường âm nhắn, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Trời, con thích chữ tí hả? Tí là con chuột mà nó tị là con rắn, còn thích nhất là chữ tí, đọc dễ thương làm sao luôn. Phá là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Câu số 2 này nó có đầy đủ ba loại trường âm. Trường âm thông thường nó có ba chữ là chữ xê, chữ ra, chữ tô. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm chỉ có một chữ là chữ khăn. Trường cũng có một chữ là chữ đúc. Và đoạn âm nó có ba chữ là tí, phá, chí. Hai câu này nó giống nhau là nó có mỗi câu đều có 8 từ. Nó khác nhau là câu số 1 nó chỉ có hai loại trường âm và câu số 3 nó có đầy đủ ba loại trường âm. Dạ con xin hết rồi, con xin trả máy rồi ạ. Sà thủ sức kiệm mà sức Nhật Quân, sức Cành Dung, sức Meta tặng những cành hoa rất là đẹp mà phân tích chính xác. Sà thủ
Như vậy thì câu số 1, câu số 2 ha. Chà yang về rằng bát tha quát ti đúc khẳng thề tế phá ra chi tổ ha. Nhớ ha. Chỗ nào trường âm á, thì chúng ta đọc chậm một chút, còn khi nào đoán âm thì chúng ta đọc nhanh ha. Thì nhớ như vậy thì cái âm giọng của chúng ta sẽ đúng cái đúng tiêu chuẩn. Cha dần về rằng bát tha quát ti đúc khẳng thề tế phá ra chi tổ ha. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 3. Câu số 3 Upasanto sukhang seti Upasanto sukhang seti Upasanto sukhang seti. Câu này quý vị thấy có bao nhiêu trường âm trong câu số 3? Câu này có bao nhiêu trường âm? Quý vị cho biết rằng Chiếc Kim, Chiếc Mita, Chiếc Nhật Quỳnh nó có 4 trường âm. Vậy thì trong 4 trường âm này nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? Tức là nó nằm trong 3 loại trường âm. Vậy thì chúng ta đi vào chi tiết để tìm ra từng loại trường âm đó. Trường âm nhấn có được mấy? Trường âm nhấn có được bao nhiêu? Trường âm nhấn chỉ một thôi. Một trường âm nhấn đó chữ xanh. Bao nhiêu trường âm thông thường? Bao nhiêu trường âm thông thường? Trường âm thông thường có 2, là chữ tô và chữ c. Chữ tô và chữ c là 2 trường âm thông thường. Và trường âm đọc theo dạng nguyên âm có được mấy chữ? Có 1, đó là chữ khăn. Như vậy câu số 3 khép lại cho chúng ta thấy câu số 3 là một câu đầy đủ 3 loại trường âm. Trong ba loại trường âm đó thì trường âm thông thường chiếm được 2, chữ tô và chữ c, trường âm nhấn 1 là chữ xanh, và trường âm đọc theo giọng nguyên âm có 1 là chữ khăn ha. Rồi như vậy thì câu số 3 chúng ta sẽ thông qua. Bây giờ đến câu số 4. Câu số 4 là một câu cuối cùng. Hít tòa chay gia pa ra cha dần. Hít tòa chay gia pa ra cha dần. Hít tòa chay gia pa ra cha dần. Với câu số 4 này là một câu khó, mà một câu khó mà đi học trễ nữa là quý vị thấy càng khó thêm nữa. Bởi vì vô từ đầu á thì những cái câu dễ nó nằm trên, còn cái câu khó thì nằm cuối cùng, mà nằm đúng lúc mà xuất đầu lộ diện ở trong cái room này nữa là thấy khổ đế rồi. Rồi mời Xích Dung Nguyễn. Ai trễ hả? Mời Xích Dung Nguyễn. Câu số 4 là câu cuối cùng. Rồi thấy khó quá cái bỏ chạy luôn cho rồi, hay là phải đưa tay cho chắc ăn. Xích Dung Nguyễn nghĩ sao? Câu số 4. Rồi, nó bí rồi đó. Khổ quá, mới học, mới bước vô đạo tràng không bao lâu thì phải đi học sớm sớm một chút, chờ tới khi mà muốn kéo màn, hạ màn rồi mới chịu vô. Thì cái kiểu này sao mà tiếp thu được? Câu này khó quá, thấy bỏ tay chấm con, đâu dám đưa tay đâu. Chán thiệt. Alo, nếu Quy Nhơn nói chuyện thì ở Nha Trang cũng gần, dễ nghe hơn. Mời Sếp Phú Biển lên phân tích câu số 4 này để cho Sếp Dung Nguyễn được nghe. Bình Định nói chuyện thì Nha Trang nghe dễ mà. Alo, không, đúng rồi, ở Bình Định thì hay ho. Biết rồi, không có than thở gì hết đó.
Rồi, sư phụ biển đâu rồi? Lần thứ hai nha, mời không chịu lên, chán thiệt. Hay là cái nhà bên này hả? Rồi, bên này vô chi vậy, để mất công. Rồi, xong không chịu đưa tay rồi cái phụ đế. Thôi, để nít nằm nghe thôi hả? Rồi, chắc là cái tâm độc. À, như vậy thì cái gì Dung Nguyễn coi như là cái gì mà chát lên là một trường âm đọc giọng nguyên âm là sao nghe không có rõ. À, bây giờ thỉnh thần tòa thế là thần tòa có một cái phương pháp hướng dẫn chắc là dễ hiểu. Chắc Dung Nguyễn đưa tay lên liền ha. Câu 4, hít tòa cháy giáp bác và cháy dần. Câu này trường âm, đoạn âm sao? Chúng ta thanh tâm mà lên đọc một lần, thấy sĩ Dung Nguyễn đưa tay liền à. Rồi, cung kính thanh tòa thanh tâm. Rồi, thanh tòa chắc cũng được bận rồi. Hồi nãy giờ không có thấy chát chóc gì hết. Và bây giờ mời sĩ Dung Nguyễn cứ lên đọc đại. Đọc đại tức là đọc co á, để cho bà con thấy được cái chỗ nào đúng chỗ nào sai, rồi đạo tràng để chỉnh sửa. Ta sẽ dùng nguyện câu số 4. Alo cô giáo, sao mà cái kiểu này là học sinh nó khi dễ. Con kính đảnh lễ sư này thi đức và con kính chào lại chị. Dạ con xin phép con bị vào trễ cho nên con đọc cái câu số 4. Hít tòa chá giá bà ra chá dân. Hít tòa chá giá bá ra chá dân. Dạ câu số 4 thì con thấy có một trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đó là từ ăn. Có một dạ có hai trường âm đọc, hai trường âm thông thường. Dạ đó là chữ hy nó có một trường âm thông thường, đó là chữ hy. Rồi có dạ còn lại là trường âm, còn lại là đoạn âm ạ. Dạ con xin phép con tức là có sai thì sửa cho con ạ. Con xin gửi mất hội là chị mẹ chắc là câu sai rồi, làm người ta dục ai dục mình tới dục mất cô luôn gà. Sĩ Bê Ta thì nghe rõ chứ, Nhật Quỳnh tặng hai cành hoa là có vấn đề rồi. Bây giờ sĩ Tâm Pháp nghĩ sao mà ngồi yên tu vậy? Sĩ Tâm Pháp ơi, thức khuya thì phải dậy sớm, mà giờ thức khuya mà lên tham gia thì coi như sao mà ngủ. Rồi, mời sĩ Tâm Pháp câu số 4. Rồi, đọc lên phân tích xong rồi đi ngủ cho nó yên tâm ha. Rồi, sĩ Tâm Pháp câu số 4. Hít tòa cháy gia ba gà cháy dần. Alo, sĩ Tâm Pháp ơi. Chúng yên ru ha. Rồi, như là vô ủng hộ đạo tràng nhiều ha. Rồi, không lên, ta bây giờ ta như xin mấy ta chậm rãi nè, từ tốn nè, chắc chắn rằng là xin Dung Nguyễn sẽ tiếp thu từ xin mấy ta ha. Rồi, xin mời xin mấy ta quan hệ
chậm rãi từ từ để cho sĩ Trung Nguyễn nắm bắt được cái ý nghĩa câu số 4 trường ông đoạn ông như thế nào. Mời sĩ Mê Ta. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Thượng Tọa Thanh Tâm, con kính lễ quý Chư Tăng, và con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, và con kính lễ cô tu nữ Tị Duyên, và con kính chào toàn thể đạo tràng, và con xin phân tích câu số 4 ạ. Hít tòa cha ba ra cha dằng hít tòa cha ba ra cha dằng. Dạ, câu này có đủ ba loại trường âm. Dạ, con xin phân tích ạ. Hít là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, chá, giá, bá là ba đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, và dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và trường âm thông thường thì có hai, đó là chữ toa và chữ ra. Trường âm nhấn thì có chữ hít, là chỉ có một trường âm nhấn, và một trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đó là chữ dăng, và còn lại là đoạn âm, đó là chá, giá, bá và chá, là bốn đoạn âm. Và con xin đã phân tích xong, và con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, kính lễ Ngài Pháp Thanh vừa đến với Pháp Hội. Xin mời ta lên phân tích sư Trung Nguyễn. Dạ, con cảm ơn cô nhiều, nhưng mà dạ cảm ơn mà có hiểu hay không? Nói là dạ cảm ơn. Bây giờ hỏi cô Sư Dung Nguyễn, khi mà Sư Mê Ta phân tích vậy, dạ con cảm ơn con nhiều, nhưng mà có hiểu không? Alo, Sư Dung Nguyễn có hiểu không? Như vậy chỉ con mình dạ luôn nữa hả? Rồi, bây giờ chắc ăn mời Sư Dung Nguyễn lên phân tích lại. Phân tích làm sao cho giống hệt như là Sư Mê Ta vậy đó, là đúng. Rồi, mời Sư Dung Nguyễn cứ mạnh dạn lên. Thấy Ngài Pháp Thanh vô cái tự nhiên rung ha, không dám đưa tay nữa chứ. Trời đất ơi, cái coi như ở chùa đi, một cái chùa trên trời ai thấy mặt đâu mà mất cỡ, rung thiệt á, cứ bệnh mà rung. Rồi, cảm ơn Sư Mê Ta nè. Rồi bây giờ cảm ơn, mình phải trả ơn người ta. Con nói chính xác nha, cầm micro thường là bớt luôn, còn ít cầm micro là luôn. Rồi mời Sư Dung Nguyễn. Rồi chỉ còn câu này là chấm dứt à? Dễ quá mà, bốn câu mà chỉ có phân tích là câu xứng thiệt. Rồi, bàn tay đâu rồi? 1, 2, 3, đưa lên. Khi nào mà đưa bàn tay lên mình thấy màn hình vẫn rung á, mới là chắc thật. Chứ còn bây giờ nói miệng không ai tin đâu. Khi nào mà đưa ngón tay lên mình thấy rung ở trên màn hình á, ai cũng thấy như vậy mới thật là rung. Cho nói con rung thiệt mà ai thấy đâu. Cầm micro đi. 1, 2, 3, xin mời Sư Dung Nguyễn câu số 4.
Alo, 1, 2, 3. Thì nó là mấy cái xích dung nguyện thì cầu cứu cầu cứu thì đó có người vợ hù quá vậy ai dám lên ha. Bây giờ xích kem đưa tay làm gì, đâu có mời đâu mà đưa tay làm gì. Có người chát thì nói ô sư hù quá là người ta luôn tâm dám lên kìa đó. Thì như vậy bây giờ thôi nãy giờ cũng mời sư tâm pháp, sư tâm pháp không lên nè, mời sư phô biển, sư phô biển cũng không lên nè, thôi bây giờ mời sư Thi Lâm ha. Lâu quá không nghe cái giọng của sư Thi Lâm, mà câu số 4 này câu khó chứ đâu phải dễ ha. Rồi mời sư Thi Lâm coi như cầm micro coi như phân tích và cái giống như là sư Meta không nhỉ. Alo, sư Thi Lâm. Mic ế nè. Rồi mic ế mà cháo lên kiểu này ế sao được. Có nghĩa là thấy cái câu này khó quá. Rồi cái không đưa tay, trời đất ơi, khổ thiệt. Thì nó khó đi, nó mic ế gì vậy? Xích mê ta phân tích chính xác, cho nên không ai có ý kiến hết nè. Nhưng mà không biết là khi mà phân tích như vậy cô tu nữ tùy duyên vô sao có nghe rõ không? Alo, cô tu nữ tùy duyên nghe rõ không? Cô tu nữ tùy duyên thì nãy giúp sư Dung Nguyễn đi phân tích luôn quá cho nên sai mấy chỗ. Nhờ sư Mỹ Ta lên phân tích. Rồi sư Dung Nguyễn cảm ơn. Rồi mời sư Dung Nguyễn lên. Cảm ơn người ta thì phải lặp lại những cái gì giống như vậy. Nhưng mà sư Dung Nguyễn coi như hù quá không dám lên. Có người nó hù quá sợ không dám lên. Rồi bây giờ cô tu nữ Giang ha. Cái hay của tu nữ tự nhiên là không thèm đưa tay ha. Dục cái micro cái rồng cái là chụp ngay nha. Rồi bây giờ câu số 4 ha. Cô tu nữ tự nhiên chuẩn bị tinh thần ha. 1, 2, 3 chụp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Pháp Thanh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Hồi nãy con vào thì Dung Nguyễn con không nghe của xích Dung Nguyễn phân tích, mà con nghe chị Meta phân tích rất rõ, nhưng con cũng phân tích lại câu số 4. Hít tòa chá giá bát ra chá dần. Hít là trường âm ngắn, tòa là trường âm thông thường, chá giá bát là đoạn âm, ra là trường âm thông thường, chát là đoạn âm, dân là trường đọc nguyên âm. Dạ, con đã phân tích xong. Dạ, con kính ngài, không biết ngài có nghe con phân tích không? Không biết là Dung Nguyễn có nghe tự nhiên phân tích không ạ? Dạ, con kính đảnh lễ Đại Đức Nguyên Thông mới vừa vào đầu tràng. Dạ, vậy là Dung Nguyễn nghe phải không? Dạ, cảm ơn Dung Nguyễn. Sa thủ, kinh lễ Đại Đức Nguyên Thông vừa đến với Pháp hội. Cô tu nữ đệ duyên ha.
Phân tích câu số 4, chị Kim ha. Rồi chị Nhật Quỳnh tặng những cành hoa rất là đẹp. Cái lễ là Đức Pháp Trang vừa đến với Pháp Hội, rồi rất là hoan hỷ. Như vậy là chúng ta cũng đã giải quyết xong ha. Bây giờ số 3, câu số 4, chúng ta ôn lại cho nó liền đặt với nhau ha, giữa hai câu này. Upasanto sukhang se tihit tua chaya para chayam. Upasanto sukhang se tihit tua chaya para chayam. Upasanto sukhang se tihit tua chaya para chayam. Rồi, như vậy thì chúng ta cũng đã giải quyết xong ha. Bây giờ để cho liền đạt với nhau, chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới, quan âm đoạn âm, để giọng đọc của chúng ta được ổn định. Chế dặn quê rằng bà sao quá tí đúc khăn xê tí bà ra chí tù u bà sân tù su khăn xê tí hít tòa chế giá bà ra chá dặn. Chế dặn quê rằng bà sao quá tí đúc khăn xê tí bà ra chí tù u bà sân tù su khăn xê tí hít tòa chá bà ra chá dặn. Chá dân quê rằng bá sa quá tí đúc khăn xê tí bá ra chí tô u bá sân tô su khăn xê tí hít tòa chá giá bá ra chá dân. Đó là dòng kinh ha. Bây giờ qua dòng kệ ha. Dòng kệ thì quý vị cứ nhớ là một câu 8 từ. Chúng ta chia nó nằm 2, cái đọc 4-4. Nhưng mà đọc 4-4 chúng ta đọc một lần 2 câu ha. Đọc lần 2 câu. Nghĩ ở chỗ câu số 2, của câu số 2. Kể hôm nay đọc từng câu 1. Mà phải đọc câu này nó dính liền với câu thứ 2. Hai câu nó muốn bổ sung ý nghĩa với nhau. Đây là một bản đối dễ đọc. 4 từ. Chay yang we rang ba sa wa ti dong kha ti ba ra chi to u ba san to su khan se ti he to cha ya ba ra cha yang. Chay yang we rang ba sa wa ti dong kha se ti ba ra chi to u ba san to su khan se ti hi tua cha ya ba ra cha yang. Cha yang we rang wa ti dong kha se ti ba cha ba ra chi to u ba san to su khan se ti hi tua cha ya ba ra cha yang. Chiến thắng xin tù quản thất bại chiều khổ đau, sống tịch tịnh an lạc bỏ sau mọi thắng bại. Rồi bây giờ vị nào muốn đọc giọng kinh thì đọc, ai muốn đọc giọng kệ thì đọc, cái này không bắt buộc, miễn sao quý vị đọc tham gia là hoan hỷ. Rồi xin em xin mời. Dạ con xin kính chào các sư. Trời ơi, con thấy có 5 ông sư vô đạo tràng đấy sư. Hoan hỷ xa thú ha. Để con kể nè. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Thanh Tâm, sư Pháp Thanh, sư Pháp Trang, sư Nguyên Thông. Dạ con đọc đúng không? Trời ơi. Dạ con. Và các cô tư nữ và quý Phật tử, con xin đọc câu kinh Pháp Cú 201 Dạ, trời, bữa nay có 5 vị sư vô trong đạo tràng nha. Sư còn nhiều hơn là mấy Phật tử nam nữa. Không thấy một Phật tử nam mà vô đây hết. Thôi kể đi, ai vô được thì vô, mình lo chuyện mình thôi. Dạ, con xin đọc ạ. Quý vị nghe rõ không? Dạ, đường truyền của tôi đâu có bị cắt đâu. Mấy hôm rày sau mà nghe đứt lên đứt xuống à. Thôi đọc đi. Chai dần rằng Pasawati đúc khăng xê tí phá ra chi tô ú phá sang tô su khăng xê tí hít tòa cha gia phá ra cha dần quê rằng phá sa quá tí đúc khăng xê tí phá ra tô ú phá sang tô
su khăn xề ti hít tòa cha gia pa ra cha dằng cha dằng quê rằng pa sa wa ti đúc khăn xề tích pa ra chi tô u pa sằng tô su khăn xề ti hít tòa cha gia pa ra cha dằng cha dằng quê rằng pa sa wa ti đúc khăn xề ti pa ra chi tô u pa sằng tô su khăn xề ti hít tòa cha gia pa ra cha dằng chiến thắng sinh thù hận, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịnh an lạc, bỏ sau mọi thắng bại. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sư con có câu hỏi mà lúc mà con đánh lên hai lần mà sư không để ý đó. Lúc mà sư dịch ra cái chữ tá ra chí tô á, thì sư nói là sự giống như chữ trá ra là chiến thắng, nhưng thật ra nó có cái chữ phía trước là lìa bỏ đó. Nhưng mà nếu đúng ra thì phải dịch ra bị thất, bị đánh bại hay bị chiến bại hay bị thất bại đó, thì đúng hơn. Còn lặp lại hai lần chắc có lẽ là sư lúc mà sư nói cái sư quên cái chữ lìa, lìa sự chiến thắng đó, cái chữ ta ra chí tô đó. Dạ con lỗi, con nói cho biết để cho nó lìa cái chữ này á, con xin sám hối và con xin cảm ơn sư ạ. Alo, xin kem cái từ này ha, cha gia ba ra cha dân ha, thì chữ cha gia là chiến thắng, ba ra là bên kia, bên kia khác, mà thêm cái chữ cha dân ở phía sau nữa, tức là cha gia rồi ba ra cha dân ha. Thì như vậy chiến thắng mà ngoài cái chiến thắng đó là cái gì? Mà chữ ba ra này chúng ta cũng đã học nhiều lắm rồi, cho nên khi nãy chị ta đã trả lời nhưng chúng ta không có trả lời. Ví dụ cái từ đáo vĩ ngạn nó cũng có cái từ ba ra này, ba ra chi tô, ba ra chi tô. Chữ ba ra chí tô là chiến thắng, mà ngoài sự chiến thắng tức là thất bại, ngoài sự chiến thắng là thất bại. Ba ra chá gia, ba ra chí tô tức là ngoài sự chiến thắng. Tiếng Việt Nam có nhiều cái từ mà nó phong phú lắm, cho nên nếu mà chúng ta chấp nơi cái từ nó mệt lắm. Thì khi nãy thì chúng tôi cũng có trên này, nhưng mà tới đâu thì thắc mắc tới đó đi, chờ qua rồi kéo lui lại làm gì. Bây giờ chỉ đọc được cái giọng kinh mà không đọc được giọng kệ câu giờ ha. Rồi thôi khi khác nói về cái chuyện đó đi. Rồi bây giờ coi như ngoài chiếc kem rồi, bây giờ tới chiếc nguyên như ha. Rồi xin mời. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Dạ con xin trả bài câu Pháp Cú số 201 ạ. Chá dằn quê rằng bá xá quá tí đúc khăn xề tí bá rà chi tô ú bá sành tô xú khăn xề tí hít tòa chá giá bá rà chá dằn. Chá dằn quê rằng bá xá quá tí đúc khằng xề tí bá ra chi tô u bá sành tô su khằng xề tí hít tòa chá giá bá ra chá dằn. Chá dằn quê rằng bá xá quá tí đúc khằng xề tí bá ra chi tô u bá sành tô su khằng xề tí hít tòa chá giá bá ra chá dằn. Chà dặn quê răng bà sa hoa tí đúng khăn xê tí bà ra chi tô u bà san tô su khăn xê tí hình toa chà gia bà ra chà dặn. Chà dặn quê răng bà sa hoa tí
Dung khang se ti ba ra chi to Upa san to su khang se ti Hân toa cha ya ba ra cha yang Cha yang we rang pa sa wa ti Dung khang se ti ba ra chi to Upasanto sukhang se ti Hân toa cha ya ba ra cha yang Chiến thắng xin thù oán Thất bại chịu khổ đau Sống tịch tịnh an lạc Bỏ sau mọi thất bại Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Dạ con xin dâng mít lại cho đạo tràng Ồ con còn thấy một câu nữa của Hòa Thượng Giới Đức à, Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù Còn kẻ chiến bại Khổ sầu chẳng mùi Phủi tay thắng bại trên đời Rỗng không vắng lặng Ai ngoài trí nhân Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức Và con xin dâng mít lại cho đạo tràng ạ Dạ, sa thú kính cảm ơn Nguyên Như Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sam Kha Giá Con thành kính đảnh đại ân Đức Tâm Bảo, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang Dạ, cảm ơn cô. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con cung thỉnh bàn tay của Thượng Tọa Thanh Tâm, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, quý ngài có nghe được âm thanh của con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn cô nữ tỷ duyên. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, dạ, con cung thỉnh bàn tay của sư ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bây giờ thì Đại Đức Nguyên Thông nghe trước. Con cung thỉnh Đại Đức Nguyên Thông ạ. Dạ cảm ơn sức Nhật Quỳnh vì dạo này khoảng 2 tháng nay Nguyên Thông ngày nào mỗi lần vô cái mạng thì té vào khoảng chừng 50 lần, 100 lần Cái này sẽ mơ giờ vào khoảng chừng vài chục Và bây giờ Nguyên Thông xin đọc bài Kinh Pháp Cú 201 Chơ giang về rằng pa sa va thi đu khang se ti pa ra chi tô u pa Upa sang to su khang se ti hi toa cha ya para cha yang Cha yang ve rang pa sa tap Cha yang va rang pa sa va ti du khang se ti para chi to Upa sang to su khang se ti hi toa para cha yang Cha yang ve rang pa sa va ti du khang se ti para chi to Upa sang to su khang Sê tí hít tòa chá ra pa ra chá dân Chiến thắng Sinh thù oán Thất bại Chịu khổ đau Sống Tịch tịnh an lạc Bỏ sau mọi thắng bại Dạ xin cảm ơn chư vị đã lắng tai nghe Xin mời người kế Dạ
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham La Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Một lần nữa thành kính đảnh lễ Đức Phật Pháp và Chư Tăng. Con kính lễ Ngài Thế Đức, Đại Đức Nguyên Thông, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức và Tượng Tọa Thanh Tâm, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Và con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 201. Cha rằng vừa lệ rằng bát sao quát tiếp đúc khẳng xê tí bà ra chi tô u bát sàn tô xuất khẳng xê tí hi tòa cha giá sắp cha giá bà ra cha ra cha rằng. Cha yang quê răng ba xa hoa thì đúng khăn xê tí ba ra chi tô ô ba san tô số khăn xê tí hiệt tòa cha ya ba ra cha yang. Cha yang quê răng ba sa hoa thì đục khăn xê tí ba ra chi tô ô ba san tô su khăn xê tí hi tòa cha ya ba ra cha yang. Chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tình an lạc, bỏ sao mọi thắng bại. Phổ thân này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cha văn quê răng ba xa hoa thì đụng khăn xê tí ba ra chi tô ô ba san tô su khăn xê tí hi tòa cha giá ba ra cha văn. Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù, còn kẻ chiến bại khổ sầu chẳng nguôi. Phủi tay thắng bại trên đời rộng không vắng lặng, ai ngoài trí nhân. Học phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kề xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Trần Đào. Dạ, kính mời chị. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Thượng Tọa Thanh Tâm, Đại Đức Pháp Trần, Đại Đức Viên Thông cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Tị Duyên. Kính chào với anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Meta, chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 201 ạ. Chà văn quê răng bà sa hoa tí đúc khăn xê tí bà ra chi tô ô bà sang tô su khăn xê tí hít toa cha gia bà ra cha văn. Chà văn quê răng bà sa hoa tí đúc khăn xê tí bà ra chi tô ô ba san tô su khăn xê tí hít toa cha gia bà ra cha văn. Chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, sống tịnh tịch an lạc, bỏ sao mọi thắng bại. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chà văn quê răng bà sa hoa tí đúc khăn xê tí bà ra chi tô
ba sang tô su khang se ti hít toa cha ya bà ra cha yang chiến thắng nuôi dưỡng hận thù, còn kẻ chiến bại khổ sầu chẳng nuôi. Phủi tai thắng bại trên đời, rộng không thoáng lặng ai ngoài trí nhân. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong, con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Ta Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết đã nghe rõ. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Đại Đức Miên Thông, con kính lễ Thượng Tọa Pháp Thanh, dạ, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, dạ, con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cũng xin trả bài câu pháp cú 201. Cha dằn quê răng bá xá quá tí đúc khăn xê tí bá ra chi tô. U bá sàn tô su khăn xê tí hít tòa. Cha giá bá ra cha dằn. Cha dằn quê răng bá xá quá tí đúc khăn Sê tí bá ra chi tô U ba sàn tô su khăn sê tí hít tòa Cha gia bá ra cha dân Chiến thắng sinh thù quán Thất bại chịu khổ đau Sống tịch tịnh an lạc Bỏ sau mọi thắng bại Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Cha văn quê răng bà sa hoa tì Đục khăn xê tí bà ra chi tô U ba san tô su khăn xê tì Hi toa cha gia bà ra cha văn Cha văn quê răng bà sa hoa tì Đục khăn xê tí bà ra chi tô U ba san tô su khăn xê tì Hi toa cha gia bà ra cha văn Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù, còn kẻ chiến bại khổ sầu chẳng nguôi. Phủi tai thắng bại trên đời, rỗng không vắng lặng, ai ngoài trí nhân. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin trả máy lại cho Đạo Trang ạ. Nam mô Bụt Ta Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, và kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, và kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên và kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú kinh số 201. Và cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cha dân quê rằng Pasawati Dukkhang Se Ti Parajito Upasanto Sukkhang Se Ti Hittoa Chapara Cha dân
Jayang ve rang pasawati dukkhang se ti parajito upasanto sukkhang se ti hitwa jaya para jayang. Chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịnh an lạc, bỏ sau mọi thắng bại. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chà giang quê răng phà xa qua tí, đục khăn xê tí phà ra chi tô, ủ bà xanh tô sụp khăn xê tí, hít toa cha ya bà ra cha giang. Chà giang quê răng phà xa qua tí, đục khăn xê tí phà ra chi tô, u ba san to suk khang se ti hitwa cha ya para cha yang. Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù, còn kẻ chiến bại khổ sầu chẳng nguôi. Phủi tai thắng bại trên đời, rỗng không vắng lặng ai ngoài chiến nhân. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con đã đọc xong ạ. Và con kính mời đạo tràng, con xin phép xuống mít ạ. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, Trần Tà Thanh Tâm, Đại Đức Viên Thông cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào toàn thể chư thiện nam tín nữ đang hiện diện trong đạo tràng. Chúng tôi không thấy bàn tay của vị nào, chắc có lẽ là chúng tôi là người cuối cùng. Bây giờ chúng tôi xin được đọc câu Pháp Cú số 201. Chà giang về rằng pasavati dukkhang se te para chito upasanto sukhang se te hitwa chaya para chayang. Chà giang về rằng pasavati dukkhang se te para chito upasanto sukhang se te hitwa chaya para hitwa chaya para chayang. Chà giang về rằng pasavati dukkhang se te dukkhang se te para chito upasanto sukhang se te hitwa chaya para chayang. Chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịnh an lạc, bỏ sau mọi thắng bại. Cha rằng về rằng pasavati dukkhang se te para chito upasanto sukhang se te tòa cha ya para cha rằng. Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù, còn kẻ chiến bại khổ sầu chẳng nguôi. Phủi tay thắng bại trên đời, rỗng không vắng lặng ai ngoài chí nhân. Là bản dịch của Hòa Thượng Chí Đức. Và giờ chúng con đã đọc xong, mà bây giờ không biết là còn vị nào không. Bây giờ chúng con xin gửi mic lại cho đạo tràng. Nam mô Phật Thầy Giá. Dạ sao sa thủ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Trang. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn sư Trần Đạo lần nữa. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cô mà Dung Nguyễn có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Dạ cảm ơn cô Tị Duyên, cảm ơn Trần Đạo, cảm ơn chị Meta. Dạ Dung Nguyễn Tâm Pháp có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Dung Nguyễn còn đó không? Nguyễn ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không?
Dạ, trong khi chờ đợi tâm pháp với bàn tay Dũng Nguyễn nha, con xin được trả bài trước đó. Rồi vậy nếu mà Dũng Nguyễn cầm mic được thì mời Dũng Nguyễn nha. Là Nhật Bình đáp bài sau không? Mời Dũng Nguyễn. Rồi Nhật Bình sẽ đọc trước. Dạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ con xin được trả bài Pháp Quốc Kinh 201. Cha văn quê răng bá sá quá tích đúc khang xê tí bát cha chi tô ưu bát sanh tô su khang xê tí hít tô cha giác bát ra cha văn. Cha văn về rằng ba sa quá tích đúc khang xê tí bát ra chi tô ưu bát sanh tô su khang xê tí hít tô cha giác bát ra cha văn. Cha văn về rằng ba sa quá tích đúc khang xê tí bát ra chi tô ưu bát sanh tô su khang xê tí hít cha gia ba ra cha dặn về rằng ba sa quá tích đúc khang xê tí ba ra chi tô ưu ba sanh tô su khang xê tí hít tô cha gia ba ra cha dặn. Chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịnh an lạc, bỏ sau mọi thắng bại. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Cha rằng quê rằng bà sa qua ti đục khăn xê ti bà ra chi tô ù bà sanh tô sù khăn xê ti hít to cha gia bà ra cha dân. Cha dân quê rằng bà sa qua ti đục khăn xê ti bà ra chi tô ù bà sanh tô sù khăn xê ti hít to cha gia bà ra cha dân. Cha dân quê rằng bà sa qua ti đục khăn xê ti bà ra ra chi tô ừ bà sanh tô sù khăn xê tí hịch to cha gia bà ra cha dân. Chiến thắng nuôi dưỡng hận thù, còn kẻ chiến bại khổ sầu chẳng vui. Hủy tai thắng bại trên đời, rộng không vắng lặng ai ngoài trí nhân. Và đây là bản cổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tông đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ bây giờ thì mời bàn tay Dung Nguyễn. Dạ con kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Dạ con kính lãnh lễ và sư đoài đức tăng hiện diện trong đạo tràng. Dạ con kính chào các cô quý cô tu nữ và các cô. Con xin được phép trả bài đọc bài câu pháp cú 204 ạ. Chá dân quế răng bá xá quá tì đúc khăn xê tì bá ra chí tô úp bà xanh tô xấu khăn xê tì hít tò chá già bá ra chá dân. Chá dân quá răng bá xá quá tì đốt thần xê tì bá ra chí vô úp ba sàn tô xuống thần xê tì hít tò trái già bá ra quá dặn bá ra trái dân. A dân quá răng bá xá quá tì đốt thần xê tì bá ra chí tô úp bà san tô xuất thần xê tì hít tò cha gia bá ra chá dân. Chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịch an lạc, bỏ sâu mọi thắng bại. Và bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Và sau con xin kệ. Cha dân quê sang bà sao hoa tí đốt khăn xê tì bà ra chi tô ô ba san tô su khăn xê tì hít tò cha gia bà ra gia cha dân. Cha dân quê sang bà sa qua tì đốt khăn xê tì bà ra chi tô ô ba san tô su khăn xê tì
hita cha ya para cha yang cha yang quay răng ba ba sa te do khang sa te ba ha to oppa santo so khang sa te ta cha ya para cha yang dạ à chiến thắng nuôi dưỡng hận thù kẻ còn tiếng bài khổ sầu chẳng nguôi phổi tay thắng bài trên đời trọng không vắng lặng ai hoài trí nhân và bản dịch của hòa thượng giới đức và con đã đọc và kể xong con xin tri ân sư trí đức chỉnh sửa dùm cho con và con xin lại cho đạo tràng ạ. Thầy á, Nam Mô Tham Ma á, Nam Mô Sang Khai á, sa tu câu Phật ngôn 201 quý vị thể hiện rất là tốt. Sư Dung Nguyễn là người mà bao chót luôn ha. Sư Dung Nguyễn chỉ có một từ thôi, một câu thế này chỉ có một từ, cũng tiến bộ quá rồi. Chắc có lẽ nghe Sĩ Kim cái nói con chuột đó, cho nên tránh cái từ tí, mà cái đọc là ti, ha. Pasawati, xe ti, xe ti, ha. Không có dấu thì chúng ta đọc có dấu, mà có dấu thì đọc là không, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nhớ dùng như vậy đi, ha. Thì Pasawati, ha, rồi xe ti. Nhớ không có dấu thì chúng ta thêm dấu vô, nó là âm. Đúng rồi, một bài khó thế này hồi nãy luôn chứ bây giờ đâu có luôn đâu. Đọc cái giọng kệ cũng hay quá trời. Giọng kinh thì chỉ sai có một từ, chữ tí thôi. Như vậy là tiến bộ nhiều ha, chú ý hơn ha. Này, như vậy là đủ rồi nè, đọc hay hơn nữa này ai chịu nổi ha. Sai có một từ giờ là quá giỏi rồi. Rồi bây giờ ôn lại ha, xin như thế tán dữ ha. Rồi bây giờ ôn lại câu Phật ngôn này, rồi chúng ta đi vào duyên sự, rồi chúng ta thảo luận. Cha văn về rằng bát tháo quát ti đúc khăn xề ti bá ra chí tô Upasanto sukhang se tihitua jayapara chayang chayang we rang basawati duk se tipara chito upasanto sukhang se tihitua jayapara chayang chayang we rang basawati dung khang se tipara chito Upasanto su khang se tiên itua chayang parai chayang chayang vê răng ba sa hoa tiên đông khang se tiên parai chi tu Upasanto su khang se tiên itua chayang parai chayang chiến thanh thù quẩn thất bại chịu khổ đau sống tịch tịnh năng là sau mẫn bại. Câu Phật ngôn 201. Đức Phật thuyết ra khi ngài ngự tại chùa Kiều Viên, Chitawana, đề cập đến sự bại trận của Đức vua Vasenadikusala. Đức vua Vasenadikusala chiến đấu với cháu của mình, tức là Đức vua Acchatasattu, gần cái làng Kasika, và đã bị bại trận đến 3 lần liên tiếp. Bây giờ hỏi quý vị, Đức vua Acchatasattu, cái vị vua này
là cháu của Đức Vua Pasenadi. Nhưng mà Acha Tassatu là con của vị vua nào? Acha Tassatu là con của vị vua nào? Và chính cái vị vua Acha Tassatu này có duyên chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn chứ không phải là không. Nhưng mà rồi thân cận với bản ác mà coi như tu khỏi cái quả vị thánh nhân, và phải đọa vào khổ cảnh, phạm vào trong ngũ nghịch đại tội. Thì như vậy quý vị có nhớ Acha Tassatu A Sa Thế này có người cha là vị vua nào? Hay quá, có ai nói là người già lẫm cẩm lão lai tài tạng đâu, chiếc máy ta 70 mấy tuổi rồi mà coi như vẫn còn tỉnh táo ha. Chán lên đầu tiên là Bimbisara Bình Sa Vương, đúng rồi, Bimbisara thì đứa con này sinh ra là muốn giết, cho nên có tên là Acha Tassatu. Acha ta là chưa sinh, Satu là kẻ thù. Đó là vấn đề. Ông vua này đánh với đứa cháu của mình, đánh nước 3 lần mà vẫn thua Acha Tassatu, cho nên tự hái nổi lên. Và ông ta dẫn đến cái trường hợp mà từ cái tự ái nổi lên đưa đến cái tự tử thì cũng rất là gần. Trẫm không thắng được đứa con nít miệng còn hôi sữa này, thôi thì trẫm sống đi làm cái gì? Ở đây cái câu sau là câu tử đó. Trẫm không thắng được đứa con nít miệng còn hôi sữa, vậy thì trẫm sống đi làm gì nữa? Rồi Đức Vua mới tuyệt thực, nằm lá liệt ở trên đông sàn. Khi mà tin này được truyền khắp kinh thành thì Chư Tăng trình lễ với Đức Phật. Bạch Ngài, được nghe tin rằng Đức Vua Kosala ngự giá thăng chinh đến thành Kasika bị đánh bại 3 lần và bây giờ rút binh trở về. Đức Vua âu sầu đến tuyệt thực, nằm liệt giường vì nghĩ rằng đã không thắng nổi đứa con nít miệng còn hôi sữa thì còn sống làm gì nữa. Nghe Chư Tăng thuật lại câu chuyện như vậy thì Đức Phật mới kêu các vị tỳ kheo đó lại và nói rằng: này các vị kheo, người thắng cũng bị thù oán, mà người bại thì chịu khổ đau. Chính vì vậy cho nên Đức Phật Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 201 này: Chạy dần về rằng bát sa va ti đúc khẳng xề tí phá ra chi tổ bát sầm tổ su khẳng xề tí hít tòa chạy dạp phá ra chạy dần. Chạy dần về rằng bát sa va ti đúc khẳng xề tí phá ra chi tổ ô ba san tô su khan se ti nghệ tòa cha ya ba ra cha yam. Chiến thắng sinh tù oán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịnh an lạc, bỏ sau mọi thân bại. Và khi câu Phật ngôn này chấm dứt, nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Hoàn. Trong duyên sự này chúng ta thấy rằng nhà vua tham đắc nỡ quên tình, chẳng đánh người dân, đánh cháu mình 3 lượt ra quân, 3 lượt bại, nghĩ càng tủi nhục có gì vinh. Hai đàn ra sức giành nhau, thắng lợi sinh thù, bại khổ đau, chẳng thắng chẳng thua lòng tình lạc, người quân thi túc khỏe làm sao. Như vậy thì câu Phật ngôn 201 gian sự chúng ta cũng đã trình bày xong. Và bây giờ chúng ta còn 22 phút nữa để thảo luận về câu Phật ngôn này.
À, xin mời bàn tay của quý vị. Alo, quý vị thấy trong câu Phật ngôn này có những cái gì rắc rối, thắng và bại đem đến cho chúng ta một sự thù oán ha. Chiến thắng thì sinh thù oán, mà thất bại thì chịu khổ đau. Bây giờ không thắng không bại gì hết, tức là sống tịch tịnh an lạc. Như vậy thì có đồng ý với câu Phật ngôn này hay không? Lâu quá con thấy để Đức Nguyên Thông đến với Pháp hội. Bây giờ thỉnh ý kiến để Đức Nguyên Thông lớn tuổi có kinh nghiệm chiến trường với câu Phật ngôn này, thì theo cái kinh nghiệm sống của Đại Đức Nguyên Thông thì nghĩ sao giữa cái thắng và bại? Rồi, cùng đến Đại Đức ha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây có Sư Phụ Pháp Trang, Sư Phụ Pháp Thanh và những người Sư Phụ khác toàn là những người lỗi lạc. Con là kẻ ngu nhất trần gian mà Sư Phụ bảo, và con lên là Sư Phụ muốn con tự đeo xấu mình rồi. Nhưng mà nhờ con học theo lời dạy của chư Phật đó, thì Đức Phật giảng dạy thì đúng như bài kinh này nói, mà sự thật đó cũng là hợp ý con, cho nên con rất kính trọng và nể nang và rất yêu quý và cảm thấy mình hạnh phúc được núp dưới cái bóng từ bi của Đức Phật. Cho nên Ngài nói chiến thắng sanh thù oán, cho nên hồn mà con giết về cộng với Sư Phụ, con bắn trời không làm sao về cộng chết. Mà nó không chết cho nên nó mới chiến vào miền Nam đó. Cho nên là thất bại chịu khổ đau, thì mình chịu khổ đau quá con bèn chạy qua bên Mỹ. Sư Phụ có lẽ mặc áo giáp cho nên Sư Phụ mới ở Việt Nam. Vì vậy cho nên lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy, kính thưa Sư Phụ và Đạo Tràng, là một cái lời giảng dạy chân lý tuyệt đối đúng từ trước khi mà Đức Phật giảng dạy. Ngay lúc Đức Phật giảng dạy cũng đúng và sau này cũng đúng. Và vì cái sự mà đúng đắn của lời giảng dạy của Đức Phật đó, thưa Sư Phụ, thì chúng ta được sống trong giáo pháp của Đức Phật và nghe lời giảng dạy của Đức Phật là mình tin theo. Cho nên đừng có đánh lộn nhau, đừng có hiềm hận với nhau. Người nào mà hiềm hận thù oán nhau thì trong cái tim của họ đã có những cái ác bất thiện pháp. Cái ác bất thiện pháp trung tâm đó là cái kusala dhamma đó, mà khi nếu lúc đó mà mình thân quại mạng chung thì mình đi thẳng vào địa ngục, không có ai cản trở mình hết, không ai có khả năng cản trở mình đi vào địa ngục hết. Vì vậy cho nên lời giảng dạy của Đức Phật là chiến thắng là sanh thù oán, thất bại là chịu khổ đau. Bây giờ đó, thí dụ mình ra mình đánh lộn với người nào, mình ăn mừng nọ đó, thì nó căm thù mình, nó căm thù mình rồi nó sẽ lần hồi nó nghiên cứu con đường đi nước bước cho mình. Ngày đẹp trời nào đó nó sẽ đuổi mình vào. Cho nên mình không nên chiến thắng mà không cần chiến thắng ai. Rồi còn thất bại, nếu ai đánh mình mà mình thua là mình cũng chịu khổ đau. Cho nên cả thắng và bại là hai điều mà người đệ tử Phật, kể cả tỳ kheo, cũng phải tuân theo. Vì vậy cho nên nghe lời Đức Phật và hành theo lời Ngài giảng dạy thì Đức Phật gọi là cách cúng dường Như Lai cao thượng nhất. Trong một bài, một cái bài giảng nào đó, kính thưa Sư Phụ, con có nghe Đức Phật nói là một cách cúng dường Như Lai cao thượng nhất là không phải mang đô la, mang nhiều chuối, nhiều cam đến dâng cho Đức Phật, mà lại cách cúng dường cao thượng nhất đối với Như Lai, đối với Phật, là làm theo lời Ngài giảng dạy. Cái người bình thường không hiểu câu nói đến thế nào, nhưng mà nếu là cái người tu Phật, nhất là những người có mặt trong của Sư Phụ đó, thì biết rằng nếu mà làm theo lời Ngài dạy thì mình sẽ thấy được chân lý và mình sẽ hiểu được cái chân lý, và mình đã trụ trong cái chân lý đó thì mình sẽ trở thành một người bất tử. Thì là lời Ngài giảng dạy thì nghe nó một cách là bình thường, cúng dường Như Lai một cách cao thượng nhất là lời làm theo lời Ngài giảng dạy, mà cái người chưa hề nghe giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không hiểu là gì. Nhưng mà nếu hiểu theo lời giảng dạy của Ngài thì hành theo lời của Ngài dạy thì mình rũ bỏ được tất cả những cái tham sân si, và rũ bỏ những cái tham sân si thì mình là một cái người thanh thản, không có bận rộn
vì bất kỳ cái lý do gì, chỉ có đi làm rồi ăn uống rồi đọc kinh rồi sống một cách bình dị và trong lòng không có mang oán hận ai, bởi đó là một đời sống lý tưởng của những người Phật tử và những người tu sĩ. Kính thưa sư phụ, đó là cái lời sự hiểu của con. Nhưng mà xin sư phụ đừng có tin. Tại sao? Con là một chúng sanh vô minh, một người vô minh nói ra thì làm sao mà đúng được. Nhà thầy nếu mà nghe đó thì tốt, và suy nghĩ thì con mừng, nhưng mà tin thì đừng. Con xin trao mai lại cho sư phụ và chân thành tri ân chư vị lắm thưa nghe. Con thỉnh mời sư phụ cầm mai để giảng giải thêm điều mà con nói chưa tới. Con thỉnh mời sư phụ. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính cảm ơn Đại Đức Liên Thông đã cho biết nghe rõ. Sức Nhật Bình đã cho biết nghe rõ. Chị Nhích Ta đã cho biết nghe rõ. Dạ, con từ ngoài con bước vô thì con nghe râm êm quá cho nên con chạy lên con cầm nít. Và một lần nữa con thành kính anh đảnh lễ Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Con kính tri ân ngài Ký Đức, Đại Đức Minh Thông, Đại Pháp Trang cùng chư tôn Đức Tăng đã vào room chứng minh cho tụi con học bài kinh Pháp Cú số qua mất rồi Nhật Bình ấy. Dạ, số 201. Thì nãy giờ thì con ngoài chạy vô cho nên là chắc là tới phần này là phần chia sẻ. Như hồi nãy ngài Trí Đức đã có đọc qua Nhân Duyên Sự, thì theo con nghĩ rằng câu Phật ngôn này dạy chúng ta có nghĩa là dù chiến thắng hàng ngàn quân địch, tự chiến thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Cũng giống như đức vua, nhà vua tham đất nở quên tình. Cũng giống như ngài Tỷ Đức nói nãy là nhà vua tham đất nở quên tình, chẳng đánh người dân đánh cháu mình. Vì tại sao? Vì nhà vua quá tham lam, có bao nhiêu cũng không đủ. Tại vì cái tâm mà khi mà cái tâm tham nó nổi lên thì muốn giết, tức là khi mà cháu mình như vậy không muốn cháu mình là như vậy, cho nên là nhà vua quyết thắng cho bằng được. Thì khi chúng sanh cũng có nhiều cái tham sân si, lúc nào nó cũng với một người mà chưa biết tu thì tất nhiên là cái tham, lúc nào cái tham nó cũng dẫn đầu. Rồi cái sân nó xúi mình, nó làm cho mình nóng giận, thì sẽ diễn ra một cái gọi là đâm chém với nhau. Thì ở trên đời này có nhiều, rất là nhiều
gia đình chia tay cũng vì miếng đất tranh giành với nhau, rồi cùng chung một cái gia đình, con vẫn giết cha giết mẹ, giành nhau chỉ vì một miếng đất. Mà tất cả trên thế gian này đều có, chứ không phải là riêng trong thời Đức Phật. Trong thời Đức Phật cũng có rất nhiều, nhưng mà thời bây giờ cũng như vậy. Mà không những ở Việt Nam, ở Mỹ, ở Úc, ở tất cả trên thế giới này đều có những cái bất thiện nó xảy ra. Đó là nói đến những người không biết tu tập. Nếu có những người biết tu tập thì cái tâm mình có thể kiềm chế được. Dạ, rồi bây giờ còn tệ hơn. Dạ đúng rồi, Nhật Quỳnh. Ít có người mà có cái tâm thiện lắm. Khi mình muốn phát sinh cái tâm thiện thì mình phải đến gần với những người có tâm thiện luôn luôn. Mình phải ở gần với các bậc chân nhân để dạy cho mình hiểu thế nào là thù oán, thế nào là sân hận, thế nào là tham. Mình phải biết được. Thì trong Vi Diệu Pháp có dạy rất nhiều. Nếu mà khi mà biết, mình nghe, chỉ nghe được thôi, thì mình cũng hiểu được phân như thế nào là tâm tham, thế nào là tâm sân, thì có thể là mình diệt được những cái tâm đó. Thì lần lần mình sẽ thoát ra. Cũng giống như mà một cái ao tù mà cái tâm mình nó sân, thì cũng giống một cái ao tù mà đục nước. Khi mình nhìn xuống cái ao đó, mình không thấy những cái con ốc, con cá nó bơi qua bơi lại. Là cái tâm đó thì cái tâm sân hận nó giống như cái ao tù đục nước. Còn khi mà mình cái tâm mình mà lọc được ra những cái chất bùn nhơ thì cũng giống như một cái ao, mà cái ao đó cái nước rất là sạch, trong xanh, và mình nhìn xuống từ trên tới dưới đáy nước, mình thấy những cái con vật, con cá, con ốc, tất cả mình nhìn từ trên mặt nước và mình nhìn tận đáy của cái ao đó, thì cũng giống như một cái tâm của mình mà đã từng tu tập. Thì mình lọc, đầu tiên thì cái tâm mình nó vẫn có là tâm tham này kia, nhưng mà mình phải lọc từ từ, mình bỏ bớt dần dần. Thì từ cái nước cũng vậy, nước mình lọc ra từ từ, mình bỏ từ từ thì nó sẽ hết. Thì theo con thì chỉ có vài lời. Và bây giờ con thấy Đại Đức Pháp Trang có trước máy, Đại Đức có thể chia sẻ câu Phật ngôn này cho chúng con được hiểu thêm. Và bây giờ con xin xuống mic, chỉ còn có vài phút nữa, cho nên thời gian thì mỗi người có một chia sẻ ít để chúng ta cùng nhau tu học, tiến lên con đường thoát khổ sanh tử luân hồi. Dạ, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và con thấy đạo tràng yếu ngắn quá, thành ra con đỡ mic dùng cho đạo tràng giải quyết. Và trong cái câu Phật ngôn này thì con thấy khi mà mình kêu là chiến thắng thì cũng không phải là chiến thắng ai, mà mình chỉ cần hơn mọi người một chút xíu á,
là cũng đã sinh chuyện rồi, chứ không có cần qua nói đến chữ chiến thắng. Thì cái đó giống như là mình ra trận, hay là mình làm một cái vị trí lớn. Ví dụ như hồi nhỏ thì con trong lớp á, thì có giống như trong lớp của con á, thì có 52 đứa mà học chung á, nhưng mà rất là cạnh tranh điểm, tự toàn là cái lớp điểm đó. Ra 52 đứa mà có tới 50 đứa học sinh giỏi, chỉ còn 2 đứa học sinh tiên tiến thôi, mà nó học căng thẳng dễ sợ lắm. Mà chiến thắng á, thì tụi con không có dám nghĩ đến cái chuyện chiến thắng ai. Dạ, chiến thắng thì tụi con không nghĩ đến chuyện chiến thắng ai, mà chỉ là chúi đầu xuống mà học thôi. Thành ra có cái sự compete ở ngoài đời, tức là cái sự căng thẳng mà mình học với nhau, mà mình có thể là mình đi thẳng vô cái bài học, rồi nó cứ giống như cạnh tranh về điểm á, con thấy nó cũng rất là mệt. Mà khi mà đi vô trong cái đạo của mình á, mà mình tu, mà mình gặp có nhiều vị mà thầy lớn, thầy cả, mà những vị mà có tu thiền, những vị có cái thân giáo đó, thì thấy các ngài giống như là rất là bình an, giống như là không có một cái gì bận tâm, mà cái từ trường của các ngài rất là tuyệt vời. Thành ra mình chỉ cần giống như là mình đi ở gần bên ngài thôi, ở trong cùng một cái chùa với ngài thôi, ở trong cùng một cái chánh điện với ngài thôi, mà cái năng lượng, cái từ trường của các bậc thầy tổ nó rất là làm cho mình hoan hỷ. Nhiều khi kéo dài cả tuần cả tháng vậy đó quý vị, nó rất là thanh thản và nó rất là xa thú. Thành ra giữa hai cái cứ chiến thắng rồi thất bại, tự mình nghĩ cứ nếu mà mình cứ so sánh mình, so sánh người, rồi mình làm cái gì mình cũng cần thiết cho một cái mục đích gì đó, thì mình quên á, là cái chuyện quan trọng nhất á, là mình cái chuyện phải giữ cho cái tâm mình nó được an lạc. Mà muốn cho nó được an lạc á, thì mình phải có một cái tâm thăng bằng thì mới an lạc được. Chứ nếu mà mình cứ giống như cái điểm quân bình là điểm ở chính giữa, mà mình cứ bung qua hết vui thì lại khổ, hết khổ lại vui. Nhưng mà nó cứ bung qua bung lại trong hai cái extreme, cái sự cùng tột đó, thì cuối cùng nếu mà lấy trung bình cộng ra đó thì nó cũng là cái con số zero thôi. Nhưng mà tại sao là mình phải mệt mỏi, mà mình phải đấu tranh quá như vậy, trong khi là Đức Phật dạy cho mình nó chỉ là một cái tâm quân bình, một cái tâm bình an, tức là mình giữ một cái số không. Thì thực sự cái đó chính là một cái điểm mà mình tiêu hao rất là ít năng lượng, mà mình dùng tất cả cái năng lượng đó cho cái sự tỉnh thức, thì con thấy nó rất là hợp lý. Và ngài quả là một cái vị giống như là một nhà khoa học, chứ theo như nghĩ thì Đức Phật là một nhà rất là khoa học, chứ không có cái gì gọi là religion hay là tôn giáo ở trong này hết. Nếu mà nghĩ những cái chuyện ngài dạy, chẳng hạn như chiến thắng cũng xin thù oán, rồi thất bại thì cũng chịu khổ đau, tức là ngài đang nói về hai cái extreme của cái cuộc sống. Mình cứ giữ quân bình, tức là tất cả mọi người, nếu mà người ta mà xấu quá đó, thì mình cứ việc thấy cái chuyện chúng sanh mà xấu, chuyện chúng sanh mà có những cái tâm không tốt là cái chuyện bình thường. Còn nếu mà người ta xấu, nói xấu mình đó, cũng là một cái chuyện bình thường. Mà người ta xử xấu với mình đó, nó cũng vẫn là một cái chuyện bình thường, đâu có gì mà mình ngạc nhiên dữ vậy không quý vị. Nếu mà tự nhiên một cái người đó, tất cả đều vô minh, tất cả chúng ta đều vô minh hết, tất cả chúng ta đều có những lầm lạc, tất cả chúng ta đều sống trong 12 tâm bất thiện, thì cái tâm thiền, cái tâm tịnh hảo ở đâu mà nó chạy ra nếu mà tất cả mọi người đều không tu. Thành ra nếu mà mình gặp có cái chuyện gì trắc trở thì đó là những cái nghiệp quả quá khứ. Nhưng mà cái ngộ của mình á, là mình sẽ không bao giờ thấy những cái chuyện xấu đó là một cái thường, mà mình lại ngược lại, mình coi là những cái người thương mình, thích mình, tốt với mình là cái bình thường. Con nghĩ nếu mà mình nghĩ như vậy bình thường hoài thì mình chính là cái người vô minh nhất. Tự vì đâu có ai tự nhiên tốt với mình, nếu cái chuyện đó mới là chuyện lạ. Thành ra nếu mà mình nghĩ được như vậy thì không có cái chuyện gì mà mình phải sốc, một cái chuyện gì mà mình phải hết hồn, hay là những cái chuyện gì xấu tới với mình mà mình rất là giống như mình bực bội, mình không có vui. Tất cả mọi con thấy nó cũng là từ cái duyên mà ra.
Nếu mà cái duyên xấu á, thì có thể cái đó là những cái quả của kiếp quá khứ, những việc mà mình bị. Ví dụ như có những người hứa với mình những chuyện mà họ không thực hiện được, có thể là họ cố ý, có thể là họ vô tình. Nhưng mà đối với con nghĩ á, nó cũng là cái duyên. Nếu mà cái duyên chưa tới thì cái chuyện gì mà họ hứa mình nó cũng không có sẽ xảy ra được. Mà ngay cả họ cố ý làm thì cũng có những cái tai nạn hoặc cái chuyện gì nó cũng không xảy ra được. Tức là những cái duyên nó chưa gặp đó, thì nó sẽ xảy ra như vậy. Còn nếu mà tất cả mọi chuyện mà nó êm đẹp, nó đúng theo ý mình hết, từ nhỏ cho tới lớn, nó tất cả đều tuyệt vời, tất cả đều là hay hết á, thì Đức Phật đâu có ra đời mà sẽ không có cái tứ diệu đế để cho mình tu, phải không? Thành ra nếu mà nghĩ lại cho cùng á, tất cả những chuyện xui, chuyện rủi, những chuyện gì tất cả đều là duyên thành. Mà tất cả những cái chuyện đó á, thì để cho rèn cho mình có một cái là mình có quay lại bên trong để mà mình thấy cái tâm mình có thăng bằng hay không, hay là mình cứ bay qua bay lại, bay tới bay lui như là Đức Phật đã nói là mình đừng có làm. Thì tất cả những chuyện Phật dạy đó, thì giống như con nghe một cái vị sư á, cũng đã từng nói là Đức Phật dạy mình nhiều cái bí quyết lắm, nhiều cái gọi là cái cách để mà mình tu, để mà mình rèn, để mà mình trở lại thanh lọc cái tâm của mình, giống như một cái tấm gương. Mình nhìn vào á, thì mình có thể soi những cái tâm xấu mình bỏ bớt, rồi mình có thể thực tập những cái tâm tốt. Mà cái tâm tốt á, thì mình phải có nhiều cái energy, có nhiều nghị lực thì mình mới tập nó được. Còn những cái tâm xấu thì nó lạ lắm quý vị, nó giống như một cái từ trường ở trong sẵn trong cái tâm mình trong ngàn năm kiếp trước, ngàn muôn kiếp trước vậy. Muốn tật xấu là dễ lắm, muốn đi ăn chơi hay là muốn đi shopping, muốn xài tiền, muốn đi đánh bài, muốn uống rượu, muốn nhảy nhót thì nó dễ lắm, không có cần tập, không có cần ai chỉ, tự biết à. Nhưng mà đi chùa nè, ngồi học kinh nè, rồi đọc tiếng Bali nè, học với diệu pháp nè, những cái đó nó khó, trời ơi đất hỡi luôn, mà mình không có làm được, mà mình phải có những cái quyết tâm, những cái nghị lực mình mới làm được. Còn những cái chuyện mà nói xấu rồi tám với nhau rồi tin gà tin vịt tin chó tin mèo đủ thứ chuyện á, thì rất là dễ, không cần ai dạy hết, không quý vị, nó rất là lạ chỗ đó. Thành ra nếu mà mình có thể giữ được một cái tâm thăng bằng, mình đừng có quay ra ngoài mình chiến thắng hay chiến bại gì với ai, mình cứ nghĩ nếu mà một cái tâm mà nó có thể thăng bằng, nó có thể yên tĩnh được, thì lúc đó đó nó sẽ mới enjoy được những cái hơi thở, những cái lúc mà mình ngồi thiền nó phải trầm lắng. Bình thường mình phải trầm lắng thì mình mới vô thiền, mình mới thấy được những cái sự bén nhạy ở trong những cái tâm thức mà lúc mình tập trung mình thấy hơi thở và mình thấy được cái nhiều sâu xa hơn. Còn nếu mà mình cứ thắng thua rồi mình ghét giận hờn thì những cái tâm sở bất thiện thường thường nó hay có những cái tính chất rất là thô. Thành ra khi mà mình tập trung với cái thô quen đó, thì mình không có thể nào đi vào cái tế được hết, thì rất là có thể khó mà nhận được những cái điều sâu xa hơn trong những cái bài pháp mà Đức Phật dạy cho mình. Thành ra đây là những cái gì mà con hiểu được qua cái bài kinh này. Thành ra con chỉ chia sẻ với đạo tràng những cái mà con cảm nhận được. Và con xin xuống mic và con xin kính mời cái sự chia sẻ của vị khác trong đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Chí Đức trở lại đạo tràng ạ. Dạ, cảm ơn quy nhân, cảm ơn chị Metta. Dạ, đã chờ 2 phút rồi. Dạ, con cung thỉnh ngài Chí Đức trở lại đạo tràng ạ. Dạ, cảm ơn Trần Đạo. Dạ, tại vì lúc này ở quy nhân giờ nhà 6:30 đã kết thúc rồi. Nhà đã mất tiêu rồi. Dạ, không có ngài Trí Đức, con cung thỉnh đại đức Pháp Trang ạ. Dạ,
Đại đức Pháp Trang có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư có trở lại bái chưa bạch sư? Dạ, nếu sư trở lại chúc phúc cái đạo tràng để chúng con khép cửa rung mặt. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ đại đức Pháp Trang có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, sa thú con kính nhân Minh Ninh sư. Dạ, hôm nay chỉ học pháp cú nên con không có sám hối. Con thỉnh sư chúc phúc, sau đó chúng con sẽ hồi hướng và khép cửa rung mặt. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính nhân Minh Ninh sư. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức Thượng Tọa Thánh Tâm Đại Đức Nhân Thông cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Giờ đây chúng con xin được phép đại diện Ngài Chí Đức cũng như Chư Tôn Đức Đại Phúc Trúc đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử. Nam mô Bụt Thầy. Hì chi tăng ba tê tăng tâm hăng kia pa mê va cha mê cha tô sa pê pu ren tô sang ca pa chan đô pan na ra so gia tha ma ne cho tê ra so gia tha sa pê tê yom vi va chan tô sa pa ra ra vi na cha tô ma tê va va ton ta ra yo so kê đê ca yo ko pa va pi va đa na si lê cha ne cham Vá ta pa cha ye no cha ta ro tam ma vá tham te a yo van no so kang ba lang te a ta la ta ro la ha po ta sa sa ne a ro ra so ke ta ho he sa ha sa pe he nhà ti phi cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia thải. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thu lành hai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Trang đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ cảm ơn chị Metta cô tự duyên cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ dân và phước mà chúng con đã trong sạch trong buổi học ngày hôm nay, do học pháp, thính pháp, kệ kinh, thảo luận Phật pháp, đến với chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gautama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng và phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo năm truyền, nhất là xung quanh chùa Ngọc Đạt, thiền viện Tĩnh Tâm, chùa Phước Quang, chư thiên chung quanh nhà chư Phật, chùa Viên Giác, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam Truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tôn đức pháp thể khinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ rồi dùng đồng điệu nhau cả thảy. Ý đăng huynh nhân ni ban nát sắp bát cháy vô hồ tục. Ý đăng huynh nhân ni ban nát sắp bát cháy vô hồ tục. Ý đăng huynh nhân ni ban nát sắp bát cháy vô hồ tục. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân và phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hành, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, đọc kệ kinh, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rung Phật giáo Nam Truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức
quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu ngày mai quan âm vào room theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong tình chúng con phục vụ room có nhiều